Thưa quý khán giả, trong tuần qua, phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ dì ghẻ hành hạ bé 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đến chết được dư luận quan tâm. Thời khắc tòa tuyên án là rất nhiều cảm xúc. Có người chạy thật nhanh ra ngoài, đưa tay quệt dòng nước mắt cay xè. Có người rời đi lặng lẽ. Còn phía ngoài cổng, nhiều người dân đến theo dõi phiên tuyên án cũng ngồi thụp xuống giữa trời đất mênh mang rồi bật khóc nức nở. Có lẽ với nhiều người, mức án được tuyên không thể phản ánh hết nỗi đau từ tội lỗi của kẻ mang danh cha ruột gây ra cho chính con gái mình. Những cái giá phải trả đâu phải chỉ là 8 năm tù. Ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án 8 năm tù với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái vì tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Kháng cáo của phía bị hại về việc đổi tội danh của Thái sang tội giết người không được chấp nhận. Nỗi đau từ tội lỗi người cha nhẫn tâm gây ra, với nhiều người mức án được tuyên không phản ánh hết. Nỗi đau ấy vượt quá sức tưởng tượng và cả khả năng chịu đựng của bất kỳ ai. Ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, trong căn hộ cao cấp giữa bốn bức tường, nơi mà người ta gỡ là mái ấm, kẻ mang danh cha ruột thường xuyên chứng kiến nhân tình đánh đập, chửi bới khúc ruột của mình cùng những màn tra tấn tưởng chỉ có ở thời Trung Cổ. Người cha ấy có lần còn cầm thanh sắt lớn đứng cạnh nhìn đứa con gái bé nhỏ hốt hoảng sợ hãi khi bị nhốt trong chuồng chó. Người cha ấy có lần còn đưa cho nhân tình cây roi khúc gậy khác lớn hơn, vừa tay hơn để đánh con mình. Cứ vậy, ngày này qua ngày khác, cho đến khi cháu bé không còn sức lực để bám trụ lại với nhân gian. Người thân ruột thịt khi đó chỉ có mỗi một mình cha. Thái đứng đó nhìn thấy tất cả. Nhưng xót xa thay, tấm lòng hay đơn thuần chỉ là một ánh mắt của người cha ấy dành cho con gái lại chỉ là sự dửng dưng, thờ ơ đến đáng sợ. Cũng từ sự tàn ác nhẫn tâm của Nguyễn Kim Trung Thái, câu châm ngôn hổ dữ còn không ăn thịt con dường như bị lung lay. Nguyễn Võ Quỳnh Trang nhận án tử và 8 năm tù dành cho bị cáo Thái. Người thì xin chết vì áp lực dư luận, người thì xin lỗi vì gây ra bức xúc trong dư luận, nhưng lại không một lời hay một sự dây dứt nào dành cho đứa bé tội nghiệp bị đọa đày và cô độc đến tận cùng. Nguyễn Kim Trung Thái thoát tội giết người vì mặt pháp lý, nhưng tội ác nỗi đau người đàn ông này gieo trên chính con gái ruột thì không bản án nào gột rửa nổi.